Em sẽ quay video cho cả nhà một khu đất ở mầm non Kim Long B. Rất là đông khách. Đây là trường mầm non này. Đấy. View vườn hoa luôn, trước mặt là vườn hoa. Đất mặt tiền 8 m, diện tích 143 m2. Đây. Ờ. 134 anh. 124 m2. Diện tích 124 m2, mặt tiền 8 m. Nếu mặt tiền 8 m thì xây nhà rất là đẹp. Đây. Ô này đây. Mặt tiền 8 m. Chỗ này là đường để đi vào trong kia. Đường quy hoạch 13 m, 16 m à. Đây là trường mầm non này. View vườn hoa rất là thoáng luôn đấy. Rất là thoáng. Tiềm năng tăng giá cao đây. Mặt tiền 8 m, khi xây nhà sẽ được cái nhà đẹp như này. Nhà này cũng mặt tiền 8 m này. Đẹp quá nhở. Mặt tiền 8 m. Bán được nhiều không?